Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài từ lâu là nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, điêu khắc hay họa sĩ. Trải qua bao thăng trầm cùng năm tháng, nhiều lần được cách tân, cách điệu, nhưng chiếc áo dài vẫn là bản sắc văn hóa, là tài sản và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Hãy nói đến người phụ nữ Việt Nam là không thể không nhắc đến chiếc áo dài nền nã, dịu dàng và thiết tha. Để góp phần giữ gìn và tôn vinh văn hóa truyền thống trong giai đoạn hội nhập và chào mừng ngày quốc tế phụ nữ, trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 3 vừa qua, lễ hội áo dài với chủ đề áo dài và hoa đã được diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 11 và Phú Thọ Tourist tổ chức lễ hội này nhằm tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam trong những tà áo dài mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến du khách hình ảnh chiếc áo dài qua từng thời kỳ, tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa công chúng với các nhà thiết kế Việt Hùng, Công Trí, Sĩ Hoàng, Võ Việt Trung, nghệ nhân áo dài nổi tiếng Việt Nam qua những bộ sưu tập áo dài độc đáo. Cuộc thi duyên dáng áo dài với sự tham gia của 24 quận huyện, các sở ban ngành thành phố. Là một nhà thiết kế trẻ, được tham gia lễ hội áo dài và hoa là một chương trình lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Đó là một vinh dự rất lớn đối với Châu. Đối với chương trình lễ hội áo dài hoa lần này, Châu mang bộ sưu tập sắc hoa. Bộ sưu tập là những hình ảnh áo dài tô họa và hoa sen, hoa mẫu đơn. Qua chương trình này, khán giả cũng như các bạn xem đài cũng như tất cả mọi người sẽ càng ngày càng yêu mến tà áo dài của Việt Nam mình hơn, cũng như tà áo dài càng ngày có một vị trí quan trọng trong đời sống cũng như là tầm văn hóa của đất Việt. Trong lễ hội, nhiều hoạt động đã được tổ chức như triển lãm chuyên đề áo dài Việt Nam qua khói lửa chiến tranh, tọa đàm về áo dài xưa và nay, tư vấn trang phục áo dài đẹp, triết học ông Dương trong áo dài Việt Nam, chương trình về áo dài trên giấy dành riêng cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, chương trình xác lập kỷ lục về số người tham gia lễ hội trong trang phục áo dài cũng được đông đảo chị em phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình. Không khí đã áo dài này. Lễ hội còn có sự tham gia triển lãm áo dài của hơn 40 doanh nghiệp, nhà thiết kế, nghệ nhân áo dài chia thành 3 khu vực trưng bày, áo dài công sở, áo dài cưới và áo dài lễ hội. Ô, đường 3 tháng 2, 94 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Hôm nay cô cảm thấy không khí ở buổi lễ hội của mình như thế nào ạ? Rất vui. Cô có suy nghĩ như thế nào về chiếc áo dài truyền thống của nước mình ạ? Trời ơi, cô suy nghĩ như vậy về áo dài là
không? Trẻ mặc cũng đẹp, mà già mặc cũng đẹp, mà con nít mặc cũng đẹp, con thấy không? Không những đẹp mà nó còn mang cái bản chất của người phụ nữ Việt Nam, đúng không? Lễ hội áo dài lần thứ nhất năm 2014 đã khép lại với thành công rực rỡ, qua đó tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nâng tầm giá trị hình ảnh áo dài Việt Nam đến du khách trong nước. Tung tăng trên đường phố những lúc buồn vui, vu vơ nào đó anh mắt thường nhìn vô tư.